Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày mới kêu khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai ngày nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Đồng Tánh Quyển Hệ. Lúc bấy giờ các loài chúng sinh không còn có tâm tham lam, ham muốn, tức giận, ngu si, bỏ ân sẻn, canh ghét, mà chỉ có mỗi tâm tốt, tâm lành, tâm an vui, sống như là cha mẹ, anh em, chị em. Và lúc ấy tất cả các chúng sinh đều đạt được những tâm như vậy, khiến họ đều có hành động an vui, mừng rỡ lớn, biểu hiện đầy khắp cả các căn. Cũng không có nóng lạnh và cả sự buồn rầu. Như vậy, tất cả chúng sinh tâm vui đầy đủ, không nghe to tiếng và lớn tiếng với nhau. Lại nữa, đất đai lại bằng phẳng như bàn tay lưu ly tạo thành, hóa ra nhiều ao rộng đẹp sâu, có bể bóng làm bậc thềm, cát vàng rải dưới đáy, nước tám công đức trong sạch tràn đầy. Trong ao ấy tự nhiên hóa ra vô lượng hoa sen lớn như bánh xe. Các diệu hoa đó có sắc bảy bóng, nở bầy đẹp đẽ, lá hoa mềm mại, hoặc lại hóa ra vô lượng hoa sen to rộng một do tuần, đổ màu tinh diệu, mùi hương nhu nhuyến như áo ca lăng già. Lại hoặc lại hóa ra trăm ngàn ức na do tha loại hoa sen trang nghiêm, hoặc lại hóa ra vô lượng hoa sen rộng hai do tuần, hoặc 3, 4, 5 cho đến 10, 20, 30, 40, 50 và cả đến 100 do tuần, hoặc lại hóa ra vô lượng hoa sen rộng ngàn do tuần. Bây giờ cõi Phật Ta Bà nổi lên mưa hương lớn tưới khắp mặt đất. Mùi thơm của nước mưa rất là chịu và dễ chịu, có thể khiến chúng sinh an vui. Từng luồng gió tốt lành thổi qua, làm các hoa tốt đẹp ở trên trời tự nhiên đổ xuống. Những thứ hoa đó như hoa mạng Đà La, hoa Maha mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa Maha mạng Thù Sa, hoa Nguyệt, hoa Đại Nguyệt, hoa Ý, hoa Đại Ý. Mưa tất cả các loại hoa như vậy rồi, lại mưa xuống những hương bột thơm tốt nhất, là có khả năng có cả hương trầm thủy, hương đa già la, hương mặt trầm thủy, hương ngưu đầu chiến đàn. Các làn hương ấy tỏa khắp, lan tỏa khắp nơi, lại xuất hiện vô lượng trăm ngàn ức na cha tha a tăng kỳ số. Những cái đại như ý được tạo thành bằng bảy bóng, chu vi một do tuần cho đến 100 do tuần, rất là đẹp đẽ, ngay thẳng ai nấy đều muốn nhìn. Các cây ấy đều được trang nghiêm bằng những thứ báu như y phục theo tơ lụa là màu óng ánh, buông xuống như lưới cùng các chuông rung. Các loại cây báu ấy là mưa xuống. Các loại bảy báu tinh diệu đó là vàng, bạc, lưu ly, mani, trân châu, sa cừ, mã não, xích trân châu. Mưa nối nhau những thứ như vậy, các cây báu ấy lại mưa xuống các loại y phục đổ màu mềm mại như là áo ca sa, áo cụ sa, áo kiêu sa da, áo ca thi ca. Là nữa, các cây báu ấy lại còn mưa các chuỗi ngọc báu, tất cả đều được làm bằng vàng giót sông Diêm Phù, có đủ các loại báu xen kẽ rất tốt đẹp, gồm có vòng xuyến, ngọc châu đeo tay, nón trời, tay ấn, dây ngọc, chuỗi báu, dây chuyền vàng, chuỗi ngọc. Các vật báu dưới gốc cây như ý lại hóa ra trong ngàn ức na do tha tòa sư tử, mỗi tòa đều do các loại bảy báu làm thành. Tòa sư tử ấy cao chừng 7 nhẫn, có Bồ Tát ngồi lên trên, thân có đủ 32 tướng trang nghiêm, hình dáng nghiêm trang, ai thấy cũng đều muốn nhìn. Thân vị Bồ Tát ấy trong ngoài tự nhiên thanh tịnh trước tất cả các Bồ Tát, vị ấy lại hóa ra trong ngàn ức na do tha tòa tháp, đều do bảy báu hình thành. Trên Bồ Tát đều có ngàn thiên tử ngồi tấu năm loại âm nhạc và có tiếng ca ngợi, âm thanh trong lành khiến người nghe tâm ý vui vẻ. Trong âm thanh ấy phát ra những lời ca ngợi được nói bằng vài kệ: bình đẳng không gì bằng, cái ta cũng đều không, đầy công đức trang nghiêm hiếm có trong mọi đời, siêng hành khác khổ hạnh, pháp này sinh như vậy, việc trang nghiêm vi diệu hiện ở tất cả đời, diệt trừ cả địa ngục, pháp này sinh như vậy, việc trang nghiêm vi diệu hiện ở tất cả đời, diệt trừ cả địa ngục, những nẻo khổ đã sinh và tất cả các khổ lúc ấy đều diệt hết, trừ bận nhơ trần cấu và nghi cấu của người, việc vi diệu thù thắng đến hiện trong mọi người,
Lúc này vô biên cõi tất cả đều bằng phẳng, núi lớn cùng các sông tu di biển đều không, đất toàn ngọc lưu ly như bàn tay trong sạch, bàn tay phẳng sạch, các cây báu đủ màu sáng đẹp đều ưa nhìn. Trong nước lại có đủ tỏa ánh sáng nghiêm tịnh, các màu các sắc vàng sáng đẹp ngang che vần nhật nguyệt. Nhiều tòa bằng các báu đều có Bồ Tát ngồi, sáng như trăm mặt trời, thân đủ tướng trang nghiêm. Vô lượng các bờ ao khắp chung khắp quanh đều ngọc báu, nước tám phần công đức trong sạch chứa đầy tràn. Trăm ngàn các hoa sen trang nghiêm trong ao ấy, rộng lớn như bánh xe, lớn dần gấp đôi trước. Lại có tòa rắn chắc tất cả báu làm thành, trăm ngàn ức các trời đều tề tự nghiêm trang, tấu các âm vi diệu khen ngợi cùng ca tụng. Thần lực của Như Lai phát từ những âm đó, phát ra những câu pháp có hơn vô lượng của A Tăng Kỳ. Bằng những âm thanh như vậy ca tụng các sự tướng. Bây giờ trong chúng hội của Đức Thế Tôn có những hàng trời và người có vị tu hành đại thừa, có vị ưa thích đại thừa, có vị có ý lớn tinh sâu, nhờ vào thần lực ánh sáng vô biên ấy mà tất cả các cõi Phật được trang nghiêm thanh tịnh. Bởi công đức như vậy trong hàng trời người ấy, người thực hành hạnh của Thanh Văn Đức Chí Phật thì không thấy, không biết công đức trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật. Còn các vị đại Bồ Tát trong cõi ấy đều đạt được vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, câu pháp thần thông Tam Muội Đà La Ni. Cũng có các đại Thanh Văn được nhập vào tất cả cõi Niết Bàn Tam Muội. Bây giờ tự nhiên xuất hiện một tòa sư tử cao rộng ngay ngắn, cao tới trăm ức do tuần, được làm bằng bảy báu. Áo trời trải lên trên có Đức Như Lai, thân lớn vô biên và kiết già trên đó. Thân Như Lai hiện rõ mọi chỗ tốt đoan nghiêm không gì sánh bằng. Có hoa sen lớn được làm thành từ bảy báu, hình dáng ngay ngắn, cao tới 84.000 do tuần xuất hiện trước vị Phật ấy. Có vô lượng trăm ngàn ức na cha tha hoa sen nở mềm mại, sáng trong đẹp đẽ trang nghiêm bay xung quanh. Lại có hơn vô lượng A Tăng Kỳ số cờ hiệu phướng lộng, mọi thứ do các loại tạp bảo kết thành. Có vô lượng vô biên các châu báu, các vật báu và các tơ lụa năm màu treo giữa không trung. Lại có vô lượng vô biên các chuông rung báu, tất cả đang kết như lưới. Những công đức trang nghiêm như vậy tự nhiên hiện ra trong cõi Phật ấy. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, những việc chưa từng có như vậy không thể nói hết xuất hiện trong cõi Phật Ta Bà này. Lại có cả sức thần thông đại trang nghiêm không thể nói, không thể lường, không thể tính kể. Ở trong thế giới Ta Bà này hiện ra các pháp hiếm có, rất lớn, rất cao cả như vậy. Xưa nay đó là những điều vốn chưa từng thấy, chưa từng nghe. Khi đó Đại Bồ Tát Di Lặc liền tự nghĩ, vì sao trong cõi Phật này lại hiện ra sức thần thông, những việc hiếm có đại trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Khi chúng sinh vui mừng hớn hở vậy, ta nên hỏi Phật Đấng Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác sẽ phá trừ mối nghi ngờ này. Nghĩ rồi Đại Bồ Tát Di Lặc liền đứng dậy, trật dây áo bên phải, với phải đặt lên hoa sen, chắp tay hướng về Phật bạch: Bạch Thế Tôn, hôm nay còn có mối nghi muốn hỏi Như Lai, xin Thế Tôn giải bày mối nghi ngờ ấy. Phật bảo Di Lặc: Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác thường giải bày những vấn đề của ông, nếu có nghi hoặc ta sẽ vì ông mà giải thích. Để Đức Phật chấp nhận, Đại Bồ Tát Di Lặc bèn bạch: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có những sự tướng như vậy? Ở trong cõi Ta Bà này hiện ra pháp hiếm có kỳ lạ mạnh mẽ như thế, đó là hiện sức thần thông với tất cả công đức trang nghiêm cõi Phật, làm sáng sạch nghiêm trang và trong suốt không nhơ, tất cả ác tâm thể đều trừ diệt, cho đến không thể xuân nói, không có cùng tận, chưa từng nghe thấy. Bạch Thế Tôn, chúng Bồ Tát này đã thấy tất cả pháp thần thông hiển hiện ở đời, tất cả đều sinh nghi hoặc. Bạch Thế Tôn muốn làm gì vậy? Bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc nói kệ hỏi Phật: Những chuyện hiếm có ở thế gian hiện ra như vậy, Đại Thế Tôn, pháp gây kinh ngạc chưa từng có, nay với việc này xin nghi hoặc. Mặt đất chấn động cùng biển lớn hoặc an trụ nơi thế giới tịnh, mở ra luồng sáng vàng thanh tịnh để diệt mọi ám chướng thế gian. Hoa sen trăm ngàn không ngàn mé là có hoa tạp cây bóng đẹp, vô số ức phướng cờ lọng lụa, châu ngọc quý và chuông rung, ánh sáng phước tuệ nhiều vô lượng, diệt trừ diệt ác các khổ trong đường ác. Thế Tôn, do gì hiện tướng này trong cõi Phật Ta Bà diệu tịnh?
Nghe những lời như vậy rồi, Phật bảo lại Bồ Tát Di Lặc: ông hãy ngồi xuống, ta sẽ phân biệt giải thích rõ cho ông vì lý do gì mà pháp đại hy hữu xuất hiện ở thế gian này. Di Lặc, ở phương Đông trải qua A Tăng Kỳ hằng hà sa cõi Phật, có một cõi Phật tên là Thanh Tịnh Quang Luân Công Đức Trang Nghiêm Bảo Lũ Giới Xí. Nơi ấy có Phật, vị Phật tên là Khai Phu, tên diệu cụ Trang Nghiêm Thần Thông Pháp Giới Luân Nhất Cái Khổng Thanh Tỳ Lô Giá Na Tạng An Tự Tại Vương Như Lai Chí Chân Chánh Đặng Chánh Giác. Đức Phật hiện đang tu hành, đang du hành diễn thuyết các pháp yếu khiến cho thế giới thanh tịnh, chấm dứt tất cả mọi phiền não, mọi tham sân si, mọi điều ác. Trong cõi Phật ấy là nơi trú ngụ của hàng đại Bồ Tát thập trụ. Trong cõi Phật ấy có vị đại Bồ Tát tên Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông, đã đạt được tất cả thiền định tam muội thần thông Đà La Ni của Bồ Tát. Ngài là người thứ nhất giữ gìn tất cả điện báu trang nghiêm, đã cùng với vô hơn vô biên số các đại Bồ Tát từ không trung vô đến cõi Phật Tây Bà này. Đây chính là do ai thần lực của bậc trường phu khéo dùng đại trang nghiêm thần thông tự tại hiện các việc ấy ở tại thế giới này. Khi Đức Thế Tôn nói việc này rồi, đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông cùng đội chúng của mình tức thời hiện oai đất lớn bằng vòng ánh sáng trang nghiêm, trong đó có vô lượng ức lưới vòng ánh sáng xoay vòng trong không trung cả lên trăm ngàn loại âm nhạc để ca tụng, khắp nơi mưa các loại hoa trời, rồi lại phóng ra trăm ngàn ức nơi tha ánh sáng đến tận cõi Phật Ta Bà này, lại đem điện báo trang nghiêm đặt yên trong không trung ở giữa hai cõi dục giới và sắc giới. Đặt yên xong, cùng đưa chúng từ không trung hạ xuống đến chỗ Phật chắp tay đảnh lễ sát dân, rồi đi quanh ba vòng. Bấy giờ đại Bồ Tát Hải Diệu Tham Trì Tự Tại Trí Thông cùng đưa chúng của mình chắp tay cung kính bạch và Thế Tôn: của Sinh Như Lai thương xót chúng con mà ngồi trên bảo điện trang nghiêm này. Bạch Thế Tôn, bảo điện trang nghiêm này có được nhờ từ sự thuyết pháp thâm diệu vô đẳng đẳng của chúng đại Bồ Tát. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông: lành thay bậc trượng phu, hôm nay đã đem bảo điện trang nghiêm này dâng cúng cho Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác. Này thiện trượng phu, ở trong hiền kiếp này, từ Đức Phật Tỳ Bà Thi trở về sau cho đến ngàn Phật đời hiền kiếp, ông từng cúng dường những cái bảo điện trang nghiêm này. Quá khứ vị lai, hiện tại vị lai cũng thể đều cúng như vậy. Lành thay trượng phu, ông có thể đem lại bảo điện trang nghiêm mà nghiêm sức cho cõi Phật Ta Bà này. Bây giờ, lúc bấy giờ Hải Long Dương bạch: Bạch Thế Tôn, bảo điện trang nghiêm này đang ở đâu, lớn hay nhỏ? Lúc đó Thế Tôn bảo Long Dương: bảo điện trang nghiêm kia đặt trong không trung ở giữa dục giới và sắc giới, ngang dọc cả tam thiên đại thiên thế giới. Long Vương, bảo điện trang nghiêm kia do sức thần thông tam muội của chư Phật Bồ Tát mà có, là nơi an lạc của tất cả Bồ Tát, chấp nhận đem cúng dường phụng hiến Như Lai. Này Long Vương, bảo điện ấy ở chỗ của Phật chính do phước lực của Như Lai mà sinh ra, có khả năng khiến tâm Bồ Tát được thanh tịnh, lại có khả năng chiếu sáng mười phương thế giới, khiến cho tâm ý các chúng sinh vui vẻ. Nó che khuất tất cả cung điện của chư thiên, nó thành tựu đầy đủ như biên việc trang nghiêm mà không thể nói hay dạy cho khắp tất cả Bồ Tát trong mười phương được hiểu biết. Long Vương, bảo điện trang nghiêm ấy dùng lưu ly trắng làm nóc, vàng song diêm phù làm vách, công đức tạng bảo làm nữ tướng, mà não tạng bảo làm khước địch, mà đi bảo tạng làm lan thuẫn, tịnh quang minh làm bảo làm lan trụ, phổ quang minh bảo làm kỳ tiễn, tất cả vật báu làm kỳ tọa, tất cả tạp bảo như hình bán nguyệt, ánh sáng vô biên che trên bảo điện, tám vàng bốn ngàn ức na do tha trụ là do các vật báu tạp sắc trang nghiêm làm thành, đầy đủ sự sáng đẹp, sự cúng dường rất cao tột, rất xứng với Như Lai. Này Long Vương, bảo điện ấy treo vô lượng vô biên đủ các loại quý báu, nào châu ngọc tơ lụa năm màu, phận lưới chuông rung vàng, dâng các cờ chánh pháp nhiệm màu cho các phướng và lọng, chiên đàn ngu đầu rải làm nền, đốt gỗ cúng chiên đàn và sông ướp hương trầm thủy tối thượng, long châu bảo hoa trang nghiêm xen kẽ nhau,
đem tất cả các loại hoa rải khắp mặt đất. Long vương trên tất cả các trụ trong bảo điện trang nghiêm ấy, có vô số ngàn ức các thiên tử ngồi trên đó, tạo ra năm âm thanh của trời. Những lời ca tụng tốt đẹp được phát ra, khiến lòng người rộn ràng. Có các pháp minh môn từ âm nhạc phát ra. Long vương bảo điện trang nghiêm ấy có gió lớn xoay chuyển chung quanh, có trăm ngàn ức cao ao quý bảy báu, cát vàng làm đáy, nước tám công đức thanh tịnh chứa đầy. Trong mỗi ao có một số trăm ngàn ức nơi theo hoa sen nở rộ, bảy báu trang sức có màu sắc đẹp và ngay ngắn. Các hoa sen ấy lớn như bánh xe. Này Long vương bảo điện trang nghiêm ấy, có vườn cây báu bao quanh, thì có những cây như ý đủ các loại hoa báu, hoa quả báu trang nghiêm, treo đủ các lưới chuông trung và các lá chuỗi ngọc châu, tơ lụa năm màu rất mịn, làm trang sức phát ra mùi hương dịu dàng, khiến tâm vui vẻ. Có các loại tháp báu màu sắc đoan chánh rất đẹp, dùng để trang trí. Long vương dưới mỗi gốc cây đều có tòa sư tử bằng bảy báu, dùng áo trời thi ca thi ca trải ngồi. Tòa sư tử ấy cao ráo rộng rãi, thành tựu đầy đủ, thích hợp với tất cả chư Phật Bồ Tát Long vương. Tất cả các cõi chư Phật trong mười phương, tất cả chuỗi ngọc trang nghiêm và các cơn mưa hoa, tất cả đều hiện có trong bảo điện trang nghiêm kia. Long vương bảo điện trang nghiêm ấy lớn và an trụ như vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo chúng Bồ Tát: Cái thiện trượng phu, thỏa theo lòng mong mỏi của Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông, các vị hãy cùng đến ngồi trong bảo điện trang nghiêm kia đi. Khi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng với vô số các Bồ Tát lần lượt trước xong, Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông ở bên phải, Bồ Tát Di Lặc ở bên trái, ở trong không trung yên lặng mà đi. Khi đến bảo điện trang nghiêm, Đức Thế Tôn cùng chúng Bồ Tát bước vào trong. Trong điện ở phía đông có tòa sư tử chuông vức cao vô số do tuần. Đức Thế Tôn bèn ngồi lên tòa sư tử. Khi Thế Tôn ngồi lên tòa sư tử, bảo điện trang nghiêm ấy chấn động một số khắc, phát ra trăm ngàn ức na do tha do lượng lưới ánh sáng lớn, đó là các màu xanh vàng, đỏ, trắng, hồng, tím, vàng rồng. Các hoa thiên tử tố lên các cái bản âm nhạc ở cõi trời đã ca tụng, làm mơ các hoa trời lớn. Cứ như vậy các hương trời vẫn thoảng đưa không dứt. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với chúng Bồ Tát: Các thiện trượng phu, các vị mỗi người nên trải tòa hoa sen mà ngồi. Sau khi được Thế Tôn cho phép, chúng Bồ Tát mỗi vị liền trải tòa hoa sen mà ngồi. Phật cùng chúng Đại Bồ Tát ngồi xong, Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông liền suy nghĩ: Hôm nay chúng ta cũng dường Đức Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác và hỏi về Phật địa. Nghĩ rồi, Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nêu theo ý nghĩ sinh ra bằng hằng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ hương hoa, hương xoa, hương bột, mũ hoa, y phục, cờ phướng lộng báu và âm nhạc, ca ngợi cúng dường Thế Tôn cùng chúng Bồ Tát với lòng cung kính tôn trọng thực hiện việc cúng dường, sinh tâm rất hiếm có. Cúng dường xong rồi lại xuất ra những cái đồ cúng dường rất đặc biệt, đó là những vật báu như ngọc châu, sâu chiên đàn ngưu đầu, hoa bảy báu, còn ở tay thì cầm đại bảo châu, đó là sư tử vô ngại bảo tạng thanh tịnh. Trong suốt cúng dường Thế Tôn cùng các vị Bồ Tát cúng dường bằng cách tôn rải khắp trên thân của chư Như Lai, rải xong lại dưới chân Thế Tôn nhảy quanh ngàn vòng, rồi hướng về Phật chắp tay dùng kệ ca ngợi, hiện ra vô lượng thân tướng đẹp, ngay ngắn đoan nghiêm không tì vết, búi tóc như màu ong khổng tước, trán bằng tươi đượm và rộng mở, hào tướng mở tròn như diệu hoa, hình đôi mày tựa trăng mới mọc, mũi cao thẳng đẹp không gì bằng, mắt như phần nhật màu xanh xanh, thùy tai đẹp như thân ba tiêu, răng đều như bạch câu vật đầu, lưỡi rộng màu hồng được thánh vị, môi dày đầy đặn màu xích châu. Tay lớn tròn trịa không khuyết lõm, lỏng tay như gió thổi bà la, các móng dài đẹp màu đồng đỏ, màn giữa các ngón như nghe vương, bàn chân ngàn bước tướng diệu luân, do xưa làm người ban cho lớn, thắng công đức hình ngực sư tử, hình thể trang nghiêm đẹp lạ thường, eo như cung ba chạy kiên can,
tướng âm không hiện như mã tàng, gân mạch tròn đầy như mũi voi, đầu gối ngay ngắn lại tròn trịa, mang lưới bàn tay như ngá dương, bước đi thông thả như sư tử. Như Lai mọi tướng đều trọn đủ, vì vậy cúi lạy công đức vương. Sau khi ca ngợi, Đại Bồ Tát Hải Diệu thâm trì tự tại trí thông lại bạch: Bạch Thế Tôn, con nay có điều muốn hỏi Như Lai đấng chí chân, chánh đạn chánh giác. Nếu Phật Thế Tôn bằng lòng trải tỏa, giải tỏa mối nghi cho con mới dám hỏi. Khi Bồ Tát đã nói xong, Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Hải Diệu thâm trì tự tại trí thông: Thiện trượng phu, nay nếu có điều gì muốn hỏi, ta sẽ phân biệt giải thích để khiến cho ông được vui vẻ. Lúc Đại Bồ Tát Hải Diệu thâm trì tự tại trí thông bạch: Bạch Thế Tôn, Phật địa có bao nhiêu mà tất cả Bồ Tát và Thanh Văn Bích Chư Phật không thể thực hành được? Phật bảo: lành thay thiện trượng phu, nay vì muốn cho tất cả Bồ Tát được sáng suốt, được lợi ích an lạc, để Phật trí hiện hiện mà ông hỏi Như Lai việc này. Vậy thì thiện trượng phu hãy lắng nghe, lắng lòng, lãnh nhận, suy nghĩ thật khéo, ta sẽ bị ông mà phân biệt giải thích. Này thiện trượng phu, Phật có 10 địa mà tất cả hàng Bồ Tát và Thanh Văn Bích Chư Phật đều không thể thực hành được. 10 địa đó là: 1. Thậm thâm năng tri quảng minh tri đức địa. 2. Thanh tịnh thân phân oai nghiêm chạy thể nghĩ bàn minh đức địa. 3. Thiện minh nguyệt tràng bảo tướng hải tạng địa. 4. Tinh diệu kim quang công đức thần thông tri đức địa. 5. Hỏa luân oai tạng minh đức địa. 6. Hư không nội thanh tịnh vô cấu diễn quang khai tướng địa. 7. Quảng thắng khắp giới tạng minh giới địa. 8. Phổ tịnh phổ giác trí tạng năng tịnh vô cấu biến vô ngại trí thông địa. 9. Vô biên ức trang nghiêm hồi hướng năng chiếu minh địa. 10. Tỳ lô giá na trí hải tạng địa. Thiện trường phu, đây là danh hiệu 10 địa của Như Lai. Giới trí tuệ của chư Phật cũng không thể nào nói đủ. Này thiện trượng phu, sơ địa của Phật là nơi tất cả các tập khí nhỏ nhất đều được trừ sạch, tất cả pháp được tự tại. Địa thứ hai là chuyện bánh xe pháp, thuyết pháp sâu xa. Địa thứ ba là thuyết các giới của hàng thanh văn, rồi lại hiển thuyết ba thừa. Địa thứ tư là thuyết 84.000 pháp môn, rồi lại hàng phục 4 loại ma. Địa thứ năm là như pháp và hàng phục các ngoại đạo, rồi lại hàng phục ngạo mạn và các tội lỗi. Địa thứ sáu là giáo hóa vô lượng chúng sinh trong 6 đường, rồi lại hiện rõ sáu phép đại thần thông, nghĩa là hiện chư biên cõi Phật tâm tịnh, công đức trang nghiêm, hiện rõ đại chúng Bồ Tát giới quanh, hiện rõ vô biên cõi Phật rộng lớn, hiện rõ vô biên tự thể cõi Phật, hiện rõ trong vô biên cõi Phật từ cõi trời đâu xuất xuống thét vào thai mẹ cho đến pháp diệt mất, cũng hiện ra vô biên các thần thông. Địa thứ bảy, vì các Bồ Tát mà nói như thật bảy Bồ Đề Phần, không có, không chỗ có, rồi lại không dính mắt. Địa thứ tám, 4 lần tọa kiến cho tất cả Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Địa thứ 9 là vì các Bồ Tát mà hiện ra phương tiện tốt. Địa thứ 10 là vì các Bồ Tát nói tất cả các pháp là không chỗ có, rồi lại dạy cho biết tất cả các pháp xưa nay vốn vắng lặng, đại niết bàn. Thế Tôn nói xong danh xưng 10 địa của Như Lai, tức thời quả Phật Ta Bà cho đến các cõi Phật không thể nói hết. Trong 10 phương liền hiện ra 18 loại tướng lớn. Đó là trong chấn động có chấn động lớn, chấn động khắp, trong rung chuyển có rung chuyển lớn, rung chuyển khắp, trong âm thanh có âm thanh lớn, âm thanh biến khắp, trong tiếng rống gầm có tiếng rống gầm lớn, có tiếng rống gầm khắp cả, trong tiếng kích động có tiếng kích động lớn, có tiếng kích động khắp cả. Các cõi Phật ấy hoặc đông vọt lên thì tây chìm xuống, tây vọt lên thì đông chìm xuống, hoặc nam vọt lên thì bắc chìm xuống, bắc vọt lên nam chìm xuống, hoặc chính giữa vọt lên thì bên mé chìm xuống, bên mé vọt lên thì chính giữa chìm xuống. Tất cả cõi Phật như vậy lần lượt hiện ra 12 tướng. Trong các tướng ấy mọi chúng sinh đều không có não hại, phóng đại tán quan chiếu các cõi Phật, chiếu rơi tất cả tối tâm trong thế gian, ánh sáng chiếu khắp tất cả. Tất cả các cõi Phật đều hiện lên trong cõi Phật này. Hiện trong cõi Phật hoặc có Phật hoặc không Phật, hoặc thành hoặc hoại, cũng đều hiện trong cõi Phật này. Các cõi Phật ấy đều có mưa hoa trời lớn, mà khắp cả các cõi Phật không thể nói, không thể nói trong 10 phương. Đó là các loài hoa như hoa mạng
Đà La, Hoa Maha Mạng Đà La, Hoa Mạng Thù Sa, Hoa Maha Mạng Thù Sa, Hoa Lô Giá, Hoa Maha Lô Giá, Hoa Nguyệt, Hoa Đại Nguyệt, Hoa Thiện Nguyệt, cho đến trong tất cả cõi, những âm nhạc không đánh mà tự kêu. Các vị đại thật hiếm có, thể đều xuất hiện trong các cõi Phật. Những vị hầu hạ ở các cõi Phật ấy đều đứng dậy khỏi tòa. Mỗi vị hỏi Như Lai, các vị hiếm có. Các Như Lai vì họ mà rộng nói, giải tỏa mọi nghi vấn. Bây giờ trong bảo điện trang nghiêm ấy, Đại Bồ Tát Hải Diệu thâm trì tự tại trí thông, cùng các Bồ Tát với cả đại chúng sẽ đều kính ngạc. Kỳ lạ thay, do đâu mà Đức Thế Tôn nói vậy? Tất cả những cái việc làm của Như Lai trong cảnh giới Phật sâu xa này, sâu xa khó biết, kính đáo khó thấy, chẳng phải là việc làm của các hàng Bồ Tát, vốn là hàng Thánh Văn và Bích Chi Phật. Vì sao chúng ta chưa từng được nghe về cảnh giới không thể nghĩ bàn về 10 địa của Như Lai như vậy? Vì việc lành này, chúng ta hãy cùng nhau thỉnh cầu Như Lai chư chân chánh đẳng chánh giác rộng nói về Phật địa. Các vị Đại Bồ Tát liền đứng dậy chắp tay hướng về Phật, nói kệ: thưa Đấng Vô Thượng Cao Tột, thế gian không xiết kể tất cả các Phật địa hướng người Phật gọi tên. Chúng con nay kinh lạ, chưa từng nghe pháp này, nghe tên các địa rồi tâm yếu đều vui mừng, như đói nghĩ món ngon khác mong được suối ngọt. Như vậy con muốn nghe xin Phật nói các địa. Nói xong, các Bồ Tát ấy nhiều Phật ba vòng lại sắc chân Phật rồi ngồi lên tòa hóa sen. Khế như vua sư tử, Đức Thế Tôn an nhiên quay nhìn xem xét khắp mười phương. Khi đã xem xét mười phương rồi, bảo Đại Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại trí thông: này Thiện Trượng Phu, các địa của Như Lai sâu dày khó biết, không thể đạt được, khó thể hiểu thấu ra khỏi tất cả câu văn lời nói. Vì sao Thiện Trượng Phu? Với các địa của hàng Thanh Văn Bích Chi Phật còn không thể nói, huống gì các địa của Bồ Tát và tên tất cả địa của Phật Như Lai. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì bạch Thế Tôn, các địa của hàng Thanh Văn có bao nhiêu? Phật bảo: Thiện Trượng Phu, Thanh Văn địa gồm có 10, đó là 1. Thọ Tam Quy địa, 2. Tính địa, 3. Tính Pháp địa, 4. Nội Phàm Phu địa, 5. Học Tính Giới địa, 6. Bát Nhân địa, 7. Tu Đà Hoàng địa, 8. Tư Đà Hoàng địa, 9. An Đa Hàm địa, 10. A La Hán địa. Này Thiện Trượng Phu, đó là 10 địa của Tam Giới. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì là bạch Thế Tôn, Bích Chi Phật có địa có mấy? Phật nói: Thì Trường Phu, Bích Chi Phật địa có 10. 1. Tích hạnh của túc địa, 2. Tự giác thậm thâm thập nhị nhân duyên địa, 3. Giác liễu tứ thánh đế địa, 4. Thậm thâm lợi trí địa, 5. 8. Thánh đạo địa, 6. Giác liễu pháp giới hư không giới chúng sinh giới địa, 7. Chứng tịch diệt địa, 8. Lục thông địa, 9. Triệt bí mật địa, 10. Tập khí tìm ba địa. Này Thiện Trượng Phu, đó là 10 địa của Bích Chi Phật. Bồ Tát Hải Diệu thâm trì lại hỏi: Bạch Thế Tôn, cái địa của Bồ Tát là có mấy? Phật đáp: Thiện Trượng Phu, các địa của Bồ Tát có 10. Thế nào là 10? 1. Hoan Hỷ địa, 2. Ly Khấu địa, 3. Minh địa, Bằng Phát Quang địa, 4. Diễm Tuệ địa, 5. Năng Thắng địa, 6. Hiện Tiền địa, 7. Viễn Hành địa, 8. Bất Động địa, 9. Thiền Tuệ địa, 10. Pháp Vấn địa. Thiền Trường Phu, đó là 10 địa của Bồ Tát. Bồ Tát Hải Diệu thâm trì lại hỏi: Bạch Thế Tôn, tất cả bạch địa sinh ra từ chỗ nào? Phật đáp: Thiền Trường Phu, tất cả bạch địa sinh từ Phật địa. Bồ Tát Hải Diệu thâm trì lại hỏi: Bạch Thế Tôn, giải thoát và giải thoát kia đây có sự khác nhau? Phật đáp: Thì Đường Phu, nước sông và nước biển có khác nhau không? Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì đáp: Bạch Thế Tôn, nước sông nước biển rộng hẹp có khác. Phật nói: đúng như vậy. Thì Đường Phu, giải thoát của hàng Thanh Văn Bích Chi Phật như nước sông kia, giải thoát của Như Lai như nước cửa biển lớn. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì lại hỏi: Bạch Thế Tôn, các sông lớn nhỏ đều chảy về biển không? Phật đáp: đúng như vậy. Thì Đường Phu, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì tất cả pháp của Thanh Văn, pháp của Bích Chi Phật, pháp cả Bồ Tát, pháp của chư Phật, tất cả các pháp ấy đều chảy vào biển lớn Trí Tạng Tỳ Lô Giá Na.
Bồ Tát Hạ Diệu Thâm Trì lại hỏi: Bạch Thế Tôn, của sinh Phật Thế Tôn, hiện sơ Phật địa, trụ sơ Phật địa ấy, hiện rõ ra tất cả cảnh giới của Như Lai, khiến cho các hàng thanh văn biết chư Phật được hớn hở vui mừng. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện rõ cõi Phật của mình, tên là cõi Đức Phật, vô biên A Tăng Kỳ công đức, chư bảo cụ cái bất khả tư nghị trang nghiêm, chư bi rộng trăm ngàn ức na do tha hằng hà xa chư số tam thiên đại thiên thế giới, vi trần các cõi Phật. Lúc ấy các cõi Phật đều nhập vào cõi Phật vô biên A Tăng Kỳ công đức, chư bảo cụ cái bất khả tư nghị trang nghiêm và cùng mang một tên. Trong các tu di nhỏ có tu di và đại tu di, tất cả hắc sơn và cả trong sông lớn nhỏ, sông nhỏ sông lớn và các biển lớn, các núi rừng, hang bàn đá, đỉnh núi, sườn núi, phấn huế, các suối, nơi hiểm ác tại đều trừ diệt, không có con đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cả trời rồng, dạ xoa, càn thất bà, atula, ca lầu la, khẩn đa la, ma hầu la già, nhân phi nhân cũng đều trừ diệt, không có các chuỗi ngọc trang nghiêm công đức, các cõi Phật cũ. Trong cõi Phật đó, đất làm bằng ngọc lưu ly, bằng phẳng như lòng bàn tay, lớn như nhân đà la, sắc kim, sắc cam, kim cương hình thành trong cõi Phật này. Xuất hiện hoa báu tốt đẹp nhất và trang nghiêm nhất trong rừng A Luân Ca, tên là vua cây Bồ Đề, được làm bằng bảy báu, có đủ màu sắc đẹp đẽ. Bồ Đề tọa vương cao vô biên, hằng hà xa cõi Phật trong thế giới phía trần, ngang dọc bằng nhau. Bồ Đề thọ vương ấy, có đủ các loại cho báu tốt làm thành hoa lá, quả trái cành nhánh, có đủ các loại báu sư tử vô ngại mani dùng để trang nghiêm, các ngọc châu đỏ, tỳ lô ly, sâu lưới linh, tơ lụa năm màu treo đầy. Cây bồ đề ấy phóng điện quang chói sáng bất tận, hoặc phóng ánh sáng màu vàng trồng, hoặc ánh sáng mani, hoặc ánh sáng nhân đà la cam, hoặc ánh sáng pha lê, hoặc ánh sáng báu của mặt trời, hoặc ánh sáng báu của mặt trăng. Cây bồ đề ấy phát ra hương rất thơm ngát. Những thứ hương ấy như hương trầm thủy, hương đa già la, hương mặt trầm thủy, hương đa ma la bạc, hương mặt chiên đàn, hương đồng chiên đàn, hương quan đầu chiên đàn. Mùi hương lan tỏa khắp cả quả Phật bồ đề tỏa bướng ấy, có lên âm thanh ca tụng và khen ngợi, hoặc mưa các vạt báu khắp cả các thế giới. Dưới cây bồ đề ấy phía đông, về phía đông, xuất hiện ao lớn, bảy báu làm thành. Trong sạch không dơ, tên là Maha Bồ Đề Trì Phương. Ao sâu vô biên hằng hà sa đẳng, tam thiên đại thiên vi trần thế giới, chu vi bằng nhau các vàng, sông Diêm Phù trải dưới đáy, nước tám công đức chứa tràn đầy. Quanh ao bốn phía có bốn bậc thềm để được gắn các loại báu và hàng lan can, có đủ các loại báu xen kẽ nhau. Nước trong ao ấy nở ra hoa sen lớn tên là Thiện Khai Phu Bồ Đề Liên Hoa Tướng Vương, do bảy báu làm thành. Hoa ấy cao rộng vô biên hằng hà sa tam thiên đại thiên vi trần thế giới, bảy báu hình thành. Lại có trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô biên các hoa sen báu khác bao quanh. Bảy báu diệu trang nghiêm làm lá, hương thơm thoang thoảng khiến người ưa thích. Hoa sen vô ấy trên đài là xuất hiện Bồ Đề Viễn Lương Liễn Vương, tên vô biên bảo trang sức, được làm bằng bảy báu cao A Tăng Kỳ, hằng hà sa tăng thiên đại thiên vi trần số thế giới, ngang dọc bằng nhau. Những vật báu ấy trang sức Bồ Đề Liễn Vương, tất cả phục sức tuyệt đẹp trên cả mọi thứ. Những vật báu ấy trang sức trong bảo điện, tất cả những phục sức, tất cả những sự trang trí và sức thần thông, cả trăm phần ngàn phần trăm ngàn ức phần cũng không bằng một. Ví như ánh sáng mặt trời, ánh lửa của con đom đóm kia bị lấn át. Đúng như vậy, trước vô biên vật báu nghiêm sức Bồ Đề Liễn Vương, bảo điện trang nghiêm ấy hoàn toàn không hiện trở lại như cũ. Cái ánh sáng của vô lượng vô biên các chuỗi ngọc trang nghiêm của tất cả những phục sức thần thông trang nghiêm đều có khả năng lấn át cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng, khiến không thể tỏa sáng được. Trước vô biên vật báu nghiêm sức Bồ Đề Liễn Vương, cả những ánh sáng của Đế Thích, ánh sáng của tất cả Phạm Thiên, ánh sáng của tất cả Thủ Đà Hội Thiên đều hoàn toàn không có những minh, những quang, những tinh, những chiếu. Trong cái điện ấy đều xuất hiện tòa lớn Bồ Đề Sư Tử Vương tên là Thiên Chiếu, vô ngại sư tử trang nghiêm, do bảy báu tạo thành, màu sắc ánh sáng không gì sánh bằng. Cái việc đầy đủ,
Hễu trời ca thi ca chia bên trên, cao trăm ức hằng hà sẽ bị tròn thế giới, và đồng ngang bằng nhau. Đức Thích Ca Mâu Ni liền ngồi lên tòa sư tử ấy, đổi tên thành Vô Cấu Oai Công Đức Sư Tử Nguyệt Quang Tỳ Lỗ Chánh A Tạng Lô Ly Tràng Viên Thông Quang Minh Công Đức Oai Tụ Nhật Nguyệt Trí Quang Vương Như Lai. Thân Phật cao lớn ngay ngắn như trăm ức hằng hà sa bi tròn quả Phật, tất cả tam thiên đại thiên thế giới, từng phần của thân thể đều tròn vẹn, đủ 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, trán tròn sáng trang nghiêm cả đầu, đỉnh đầu không thể thấy, cơ thể thanh tịnh với như mặt trời mặt trăng chiếu sáng, chiếu ánh sáng trong gương. Thân của Đức Như Lai ấy cũng là như vậy, không có thịt máu và xương cốt tủy, chẳng phải nhân khi cha mẹ Kalatha kết hợp mà thân ấy hóa sinh trong sạch như các vàng xâm diêm phù kia, và màu sắc ánh sáng như ánh sáng của tịnh lưu ly nhân đà la bảo cam. Thân Như Lai thanh tịnh như vậy, không có một chút nhỏ tạp khí. Đức Phật Thế Tôn ấy các tướng đầy đủ, là thầy nhất thiết trí, các pháp tự tại vượt qua bờ giác, đó là đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác cao hơn hết, là bậc đại từ tối đại nhân sư, bậc trường phu là sạch cát lậu, thân kim cang trăm phước đức tụ tập, đầy đủ 10 lực và 4 vô ý, 18 pháp bất cộng, chánh sư tự hống, mạng sống vô lượng, có Phật thanh tịnh thành đạo tự tại, quang minh tự nhiên, có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát trước sau bên quanh, sắc thân mọi vị đều đầy đủ. Dưới gốc cây báu trong ao kia, trên các liễn hoa sen, các vị ngồi tòa sư tử thân hình tương xứng, mỗi vị Bồ Tát đều tự trang nghiêm và cũng đầy đủ sự trang nghiêm như đức như của Đức Như Lai. Có Phật công đức kim tịnh như vậy, thân đều thanh tịnh, chúng đều thanh tịnh, như tên là Vô Biên Tế Trang Nghiêm Ma Ha Kiếp Vương. Kiếp ấy cũng vốn cũng thanh tịnh. Nếu muốn nói về quả Phật rộng lớn này và những việc làm của Phật thì không thể làm được việc ấy. Biết được như vậy gọi là Như Lai trụ Phật sơ địa. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông: Này thì trưởng phu, ông có thấy thần thông trí của Như Lai không? Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông đáp: Vâng, con đã thấy Bạch Thế Tôn. Phật nói: Thì trưởng phu, đấy là sơ địa của Phật, tên là Thẩm Thâm Na Tri Quảng Minh Đức. Ông nên biết, ta có trời Hỷ Lạc, có các đức Như Lai chánh chân, nguyện trang nghiêm công đức tướng nhất cái, chấn thanh chủ oai vương Như Lai, bảo đức minh triệt tạng công đức thân tướng tịnh Như Lai, bất động ly nan quang minh Như Lai, hữu thần thông lực liên hoa sinh công đức oai tướng thắng anh lạc ma ni vương Như Lai, được hàng trời người tôn trọng, là có đức A Di Đà Như Lai, liên hoa khai phu tinh vương Như Lai, long chúa vương Như Lai, bảo đức Như Lai. Có những vị Như Lai như vậy sinh vào cõi Phật thanh tịnh, đều là những vị đã đắc đạo. Các đức Như Lai ấy đều đạt được sơ Phật địa. Ở trong địa ấy, Như Lai hiện ra các thần thông như thần thông của ta ngày nay không khác. Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông lại hỏi: Và Thế Tôn, trong đời năm uế trượt, chư Phật Như Lai có những vị hiện đắc đạo sẽ đắc đạo như Đức Thế Tôn kia hiện đắc sẽ đắc Như Lai địa không? Phật đáp: Thiện trường phu, nếu như chư Phật Bồ Tát có khả năng hiện ra những phương tiện khéo léo thì có. Vì sao? Vì chư Phật luôn khởi lòng đại từ đối với các chúng sinh. Khi các chúng sinh bị giam cầm trong rừng rậm của ba cõi, các chúng sinh ấy vì bị lưới ái che lấp, bị ám chướng của vô minh nên tin theo tà kiến điên đảo không trong sạch. Chỉ vô lượng các khổ vương vào ba bờ ác, luân hồi xấu nẻo, phiền não xoay vần không còn biết trước sau. Các chúng sinh ấy không biết chư Phật và các pháp của Phật, các pháp của Bồ Tát, cũng không thật biết các giải thoát. Này thiện trường phu, chư Phật Bồ Tát biết tất cả chúng sinh ấy chịu nhiều khắc khổ như vậy, thiện trường phu, bấy giờ Phật sẽ xuất hiện trong đời ngũ trược, từ đời đâu xuất xuống, nhập thai, sinh thai, sơ sinh và lớn lên trong cung, mong muốn xuất gia, nơi đạo tràng, thực hành khổ hạnh, hạ phục ma thành Phật, chuyển xe pháp lớn. Khi cùng nhau luận nghị với các ngoại đạo, dựa vào pháp hàng phục những kẻ cao, những kẻ ngạo mạn, cho đến khi hết thọ mạng, hiện đại Niết Bàn, nhập Niết Bàn với sức tam muội, tự thân hiện rõ là những xá lợi lớn như hạt cải được phân chia,
hàng trời đồng người, phi nhân đều sinh tâm vui mừng. Vì đã tạo vô lượng trăm ngàn ức na do ta các chỗ thờ xá lợi đã cúng dường, hoặc xuất gia tu trì khổ hạnh trong pháp ấy, hoặc gieo hạt giống với bồ đề, giới trừ các phiền não, sang bờ giải thoát. Này thiện trượng phu, tất cả chư Phật có phép như vậy, khiến vô lượng vô biên các chúng sinh giúp các phiền não sang bờ giải thoát. Thiện trượng phu, ông nên biết nếu trong đời ngũ năm uế trượt, Như Lai hiện ra sức thần thông thì đều là sự ứng hóa của Phật, hoặc sức thần thông của các Bồ Tát với phương tiện khéo léo ứng hóa mà hiện ra. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại thiết không lại hỏi: Bạch Thế Tôn, thân Phật có mấy loại? Phật đáp: Thiện trượng phu, lược nói có ba, đó là một báo thân, hai ứng thân, ba pháp thân. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại trí thông lại hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là báo thân Như Lai? Phật đáp: Thì trường phu, nếu muốn thân Phật kia là báo, ông nên biết như hôm nay ông thấy ta hiện ra những vị hiện đang đắc đạo, những vị sẽ đắc đạo ở các cõi Phật thanh tịnh của các Như Lai, tất cả những vị này đều là báo thân. Bồ Tát Hải Diệu thâm trì tự tại trí thông lại hỏi Phật: Mà Thế Tôn, thế nào gọi là ứng thân của Như Lai? Phật đáp: Thì trường phu, giống như hôm nay tất cả những vị Phật Như Lai, Như Dũng Bộ Kỳ Như Lai, Ma Khủng Bố Như Lai, Đại Từ Ý Như Lai, hiện đang thành Phật sẽ thành Phật ở trong đời uế trượt, Như Lai hiện ra từ trời đâu xuất xuống, cho nên nắm giữ tất cả chánh pháp, tất cả tượng pháp và tất cả mạt pháp. Thì Đường Phu, ông nên biết những việc hóa ra như vậy đều là ứng thân. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại thế tông lại hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là gọi là pháp thân của Như Lai? Phật đáp: Thì Đường Phu, chân pháp thân của Như Lai không hình thể, không hiện, không dính mắt, không thể thấy, không lời nói, không nơi trụ, không tướng, không báo, không sinh, không diệt, không thí dụ. Như vậy thì Trường Phu, thân thể thân không thể nói của Như Lai gọi là pháp thân, là trí thân, là thân không gì bằng, là thân không gì có thể so sánh được, là thân tỳ lô giá na, là thân hư không, là thân không dứt, là thân không hoại, là thân vô biên, là thân chí chân, là thân chẳng phải động hư, là thân không thí dụ, đó gọi là chân thân. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại thiết thông lại hỏi: Bồ Tát Tôn, nếu như chân thể của chư Phật không khác, không hiện ra cho đến không thể nói, mà không thể nói há chẳng phải là đoạn tướng sao? Phật đáp: Thì trường phu, ý ông thế nào? Có hư không có thể có sự cắt đứt và có tướng không? Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại trí thông đáp: Bạch Thế Tôn, có hư không không thể sự cắt đứt và cũng không có tướng. Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì nếu có hư không có sự cắt đứt thì có hư không ấy không có cái tên là vô ngại. Bạch Thế Tôn, có hư không không có tướng xứ, tù xứ, vô biên xứ, sắc xứ và cả Phật xứ. Thế nên Bạch Thế Tôn, có hư không ấy không thể có sự cắt đứt, chẳng phải là có tướng. Bạch Thế Tôn, có hư không ấy biến tất cả xứ. Phật nói: Thật lành thay, thì trường phu, đúng là như vậy. Thì trường phu, thân chân thật của Như Lai không có đứt lìa, cũng không có tướng. Vì sao? Thì trường phu, nếu thân chân thật của Như Lai có đứt lìa thì sẽ không có việc Phật ra đời và hiện vô biên sức thần thông. Nếu có tướng, tức có chỗ khom lại và có chỗ để ở, có thể nắm, có thể bắt, trong chốc lát tất cả phàm phu đều được thành Phật, không dựa vào thời gian mà có trước sau. Thì trường phu, do đó thân chân thật của Như Lai chẳng có đứt lìa, cũng chẳng có tướng, chỉ vì làm Phật sự cho khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát Hải Diệu tâm trì tự tại trí thông lại hỏi: Bạch Thế Tôn, cúng dường chân thân, pháp, báo thân và cả ứng thân của Như Lai, những phước nghiệp đạt được sẽ rất nhiều phải không? Phật đáp: Thiện trượng phu, nếu cúng dường một thân Như Lai, tức là cúng dường tất cả thân Phật. Vì sao? Thiện trượng phu, tất cả ánh sáng có khả năng phá tan các u ám, khiến mọi nơi được sáng, nhưng ánh sáng ấy không cùng ở chung với tối tâm. Đúng là như vậy, thì đường phu, nếu cúng dường hết mỗi thân Như Lai, những phước nghiệp tạo được có khả năng phát
tất cả vô minh tối tăm này, khai mở giải thoát con đường sáng, nhưng cũng không cùng ở chung với các ám chướng. Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại trí tâm lại bạch Thế Tôn, cuối sanh Thế Tôn hiện rõ Phật địa thứ hai. Phật đáp: Thì trường phu, ông có thấy, ông có thể thấy không? Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì tự tại trí tâm đáp: Bạch Thế Tôn, hôm nay con với con muốn thấy phải dựa vào tướng. Bây giờ trong một lỗ chân lông trên thân Thế Tôn phóng ra ánh sáng tên là vô tướng chiếu, làm cho mọi màu sắc ở các cõi Phật không thể nói, không thể nói, thể đều trừ diệt. Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi chúng Bồ Tát: Các ông hôm nay có thấy những gì? Chư Bồ Tát đáp: Bạch Thế Tôn, ngoài ánh sáng ra chúng con đều không thấy gì cả. Phật hỏi: Chư Bồ Tát trượng phu, các ông thấy ánh sáng này giống gì vậy? Chư Bồ Tát đáp: Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ thấy toàn một thứ ánh sáng lớn ở khắp vô lượng trăm ngàn ức na tha hằng hà sa vi trần các cõi Phật. Lúc khi đó Đức Thế Tôn gom thu ánh sáng lại, các Phật liền trở lại như cũ, thanh lạc như xưa. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo với tất cả chúng Bồ Tát: Như Lai nói Phật địa thứ hai, tất cả các ông còn khó biết nghe, huống gì là được thấy địa thứ ba cho đến địa thứ mười của Như Lai. Thì trưởng phu, nhân ví như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh, sức của vầng sáng mặt trời mặt trăng kia khiến cho chúng sinh biết có một ngày, nửa ngày, một tháng, nửa tháng cho đến một năm và cả từng giờ, từng phút, chúng sinh không thể phân biệt thấy sắc thân của vầng mặt trời mặt trăng kia. Các ông chỉ thấy hình tướng vòng tròn của ánh sáng. Thật đúng là như vậy, Như Lai chế chân, chánh đẳng, chánh giác làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh. Đó là sức của Như Lai khiến cho các chúng sinh kia được biết các pháp, hoặc tội, hoặc phước, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Biết các pháp rồi, chúng sinh ấy như thật mà chứng, vượt qua được tất cả mọi tư tưởng mông lung. Các chúng sinh ấy không thể phân biệt được, thấy được sắc tướng của báo thân Như Lai, chỉ xem xét từ sức thần thông và hình tướng được dùng để ứng hóa ra thân mà thôi. Vì thế các ông nên biết, các địa của Như Lai vượt ra khỏi tất cả âm thanh ngôn ngữ, chỉ có tên chữ để có thể nói được mà thôi. Lúc bấy giờ đã Bồ Tát Hạ Diệu thâm trì từ tại trí thông đạo bạch: Bạch Thế Tôn, ai là người vượt thoát tất cả ác đạo? Phật đáp: Thiện trượng phu, nếu đối với tất cả trí hạnh của Phật nhập tỳ lô giá na tạng, đối với thập địa sâu xa của Như Lai, đối với kinh điển đại thừa đồng tánh, nghe mà sinh tâm tin sâu, tin rồi thọ trì đọc tụng biên chép hoặc dạy bảo cho người, vì người mà rộng nói cho đến thì thọ trì các tên của kinh đại điển này, thì thiện trường phu, tất cả những người đáng lẽ phải đọa vào các ác đạo liền đều được đọa thoát cả. Bồ Tát lại hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, ai là người phát tâm bồ đề? Phật đáp: Thì trường phu, người nào có khả năng thọ trì kinh điển này cho đến chỉ thọ trì cái tên chữ của kinh điển ấy thì đó là người phát tâm bồ đề. Bồ Tát lại hỏi: Bồ Tát Tôn, ai là người hành bồ tát hạnh? Phật đáp: Thì trường phu, nếu có người nào thọ trì kinh này thì đó chính là người hành bồ tát hạnh. Bồ Tát lại hỏi: Bồ Tát Tôn, ai là người mau chóng thành tựu đầy đủ của 6 ba la mật? Phật đáp: Thì trường phu, nếu có người nào có khả năng thọ trì kinh điển này thì đó chính là người mau chóng thành tựu đầy đủ 6 ba la mật. Bồ Tát lại hỏi: Bạch Thế Tôn, ai là người sẽ gặp được Như Lai? Phật đáp: Thì đường phu, nếu có ai có khả năng nghe được kinh điển này thì đó là người sẽ gặp được, sẽ được gặp Như Lai. Bồ Tát lại hỏi: Bạch Thế Tôn, ai là người gặp Phật, được Phật thọ ký? Phật đáp: Thì đường phu, nếu ai trì tạng bí mật của Như Lai thì đấy là người gặp Phật, được Phật thọ ký. Bồ Tát lại hỏi: Bạch Thế Tôn, ai là người làm đại thương chủ cho tất cả chúng sinh? Phật đáp: Thì trượng phu, nếu ai là người trì tạng song kính của Như Lai thì đấy là người làm đại thương chủ cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát hỏi: Bạch Thế Tôn, ai là Phật tử? Phật đáp: Thì trượng phu, nếu ai có khả năng tin vào kinh điển này thì đấy là người Phật tử. Bồ Tát lại hỏi: Bạch Thế Tôn, ai là người
sẽ đạt được tất cả các điểm của Bồ Tát. Phật đáp: Thì Trường Phu, nếu ai có khả năng nghe kinh điển này thì đó là người sẽ đạt được tất cả địa của Bồ Tát. Bồ Tát lại hỏi Bạch Thế Tôn: Ai là người đạt được tất cả pháp của chư Phật? Phật đáp: Thì Trường Phu, nếu ai có thể cúng dường pháp sáng nhiệm màu này thì đó là người đạt được tất cả pháp của chư Phật. Bồ Tát lại hỏi: Bạch Thế Tôn, ai là người nghe được pháp của thanh văn của chư Phật mà không dính mắc vào quả vị niết bàn của hai hàng này? Phật đáp: Thì Trường Phu, nếu ai có thể tọa trì tàng diệu pháp này thì đấy là người nghe được pháp của thanh văn biết chư Phật mà không bị dính mắc vào quả vị niết bàn của hai hàng đó. Bồ Tát lại hỏi: Bạch Thế Tôn, kênh này tên gì và chúng con phụng trì như thế nào? Phật đáp: Thì Trường Phu, kênh này tên là Đại Thừa Đồng Tấn, cũng gọi là Thuyết Nhất Thiết Phật Trí Hạnh Tập Hạnh Nhập Tiên Lô Giá Na Tạng, và nên như vậy mà tọa trì. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Muốn đọa Phật Bồ Đề, vô thượng thắng tinh tấn, muốn chuyển thánh vô lậu, khó nghĩ trí pháp luân. Nếu muốn dựng cờ pháp, muốn đánh trống chánh pháp, muốn thắp ngọn đèn pháp, muốn được thổi các pháp, muốn đắc trí minh chiếu, muốn diệt ngu si ám, muốn nhóm các chúng sinh an lập trí Bồ Đề, muốn hàng phục quân ma, cúng dường tất cả Phật, muốn chiếu cả thế gian cao quý đẹp thanh tịnh, không nhiễm pháp thế gian, muốn đạt trí do lậu, hành lợi chúng sinh, muốn sinh nơi thanh tịnh, chỉ dạy nghe thọ trì. Kinh báu tốt như vậy khiến cho thông Phật địa nên đọc tụng diễn nói. Khi Đức Thế Tôn nói kinh này xong, Đại Bồ Tát Hạ Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông cùng với tất cả chúng Bồ Tát nghe những lời Phật dạy đều vui vẻ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trở nên một ân nặng chứ có khỏi ba đường. Nếu có ai thể nghe để phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thừa Đại Bi Kíp Dẫn Đàn Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô